bê này là tóc vàng và tóc xanh, búp bê này là sắc chanh. Búp bê chào mi áo, chị em đang mơ mộng vì đắm nhìn. Cho em một tí cười như sau, đôi môi em xinh tự như đó hồng. Cùng vui hát lên hát lên nào, tập tay mua lên hát lên nào, tập tay mua lên hát lên nào. Anh đang yêu, anh yêu em. Chào mi áo, mi áo, mi áo, mi áo, mi áo, mi áo. Răng, con số 5, con số 5, con số 5, con số 5. Sau chúng ta có lá vé mà giờ lại tôi xin kính chào, kính mời anh trai tiến thẳng lên sân khấu, anh Kiểm ca lá cờ bên trên luôn trai ơi. Rồi, vâng, với mã vòng loại là 4426 hợp lệ với bốn con số như sau: số 2 có 1, 28 có 2, 45 có 3, 50 có đủ. Vâng, 50, 45, 28, số 2 với mã vòng loại 4426 hoàn toàn hợp lệ. Còn vị chủ nhân nào kim trùng thì tiến thẳng lên sân đến với vòng loại đặc biệt. À, thì quý vị mình chúng ta sẽ có cơ hội nhận về cho mình đó là phần quà là 5 phân vàng đến từ nhà tài trợ Đà Nẵng ăn đặc sản Trần thì ra Đà Nẵng nha quý vị nha đó. À, dạ sao anh cái tên em quên hoài à đó. Cái thưa quý vị, còn ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ đợi lâu. Con đôi ta là con mười ca, con đôi
gì đi xuống gì đang, xuống gì đi xuống gì đang. Tôi em còn xuống như bông hoa mà mới nở. Ông ôm đời nhờ bao kẻ ước mơ. Em hãy không hờ nghèo không là nguy cố. Con số 4, con số 4, con số từ con số 4. Con số 4, con số từ con số 4, con số 4 ấy. Số như sau: 57 có 1, 49 có 2, 29 có 3, số 4 có đủ, hoàn toàn hợp lệ. Rồi vị chủ nhân thứ hai với mã vòng loại 0299 với 4 con số như sau: 49 có 1, 57 có 2, 29 có 3, số 4 có đủ, hoàn toàn hợp lệ. Hai vị chủ nhân kinh trùng trong ngày nay tiến thẳng tới lòng cầu quay, quay giùm em. Ai số lớn hơn nhận về cho mình con gấu bông lớn, ai số nhỏ hơn nhận về cho mình con gấu bông nhỏ nha anh trai nha. Rồi kính thưa quý vị, vòng loại tiếp theo sẽ tìm nhà cũ là 10.000 đồng. Thì quý vị mình thương tình ủng hộ để đến đây rồi thì từ từng tiết trẻ.